Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 4 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 197. Đề bài như sau. Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh thì không bị nứt vỡ? A là vì cốc thạch anh có thành dày hơn, B vì cốc thạch anh có đáy dày hơn, C vì thạch anh cứng hơn thủy tinh và D vì thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thủy tinh. Thì để trả lời câu hỏi này, các em mở lại sách giáo khoa trang 195. Và hãy xem lại nội dung cái bảng 36.2. Đây chính là bảng 36.2. Nội dung của bảng này là cho ta biết được hệ số nở dài của một số chất rắn. Trong đó các em thấy là có cả thủy tinh và thạch anh. Từ giá trị của bảng ta thấy alpha của thủy tinh là 9 nhân 10 mũ trừ 6. Alpha của thạch anh là 0,6 nhân 10 mũ trừ 6. Tức là alpha của thạch anh nhỏ hơn alpha của thủy tinh. Mà các em biết là hệ số nở khối beta thì bằng 3 lần alpha. Vậy có nghĩa là từ đây suy ra được là hệ số nở khối của thạch anh nhỏ hơn hệ số nở khối của thủy tinh. Vậy quay lại câu trả lời của chúng ta. Thế thì hệ số nở khối nhỏ hơn. Các em biết hệ số nở khối nở nhỏ hơn thì dẫn đến là cái độ nở khối delta V của thạch anh cũng nhỏ hơn độ nở khối của thủy tinh. Dẫn đến việc là thạch anh là khó hoặc là không bị nứt vỡ trong cái trường hợp chúng ta rót nước sôi vào. Vậy đáp án của chúng ta cần chọn ở đây chính là đáp án D. Vì thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thủy tinh. Vậy ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Bài này ta chọn đáp án D. Vì dựa vào nội dung bảng 36.2 ta có là alpha của thủy tinh thì bằng 9 nhân 10 mũ trừ 6 k mũ trừ 1. Còn alpha của thạch anh lại bằng 0,6 nhân 10 mũ trừ 6 k mũ trừ 1. Kết hợp với là hệ số nở khối beta thì bằng 3 lần alpha. Từ đây các em suy ra được là hệ số nở khối của thạch anh thì nhỏ hơn hệ số nở khối của thủy tinh. Đây chính là nội dung của cái đáp án D. Thì cái này nhỏ hơn thì liên quan gì đến cái phần đề bài? Mà delta V chúng ta biết nó lại bằng beta nhân với V0 nhân với delta T. Vậy từ điều này chúng ta suy ra được là cái độ nở khối của thạch anh thì nhỏ hơn độ nở khối của thủy tinh. Hay nói cách khác là giãn ít hơn thì khó vỡ hơn, ít vỡ và nứt hơn. Tức là đáp án chúng ta cần chọn chính là đáp án D. Đến đây chúng ta giải xong bài 4.